chào quý vị khán giả của Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp. Quý vị thân mến, hầu hết chúng ta đều lớn lên từ những câu chuyện cổ tích nghe bà nghe mẹ kể trước khi đi ngủ. Có lẽ qua những câu chuyện hư cấu này, người lớn mong rằng những đứa trẻ của mình tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ở trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với những con người có thật nhưng họ đang tạo nên cuộc sống cổ tích cho chính mình và những người xung quanh bằng tình yêu. Tôi là Lê Thị Hòa, hiện tôi đang công tác giảng dạy tại trường tiểu học Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Khi mà học xong hết lớp 12 thì mình chọn là vào sư phạm. Khi ra trường thì mình được công tác giảng dạy tại trường tiểu học Trường Yên của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Thì nơi đấy thì có rất là nhiều trẻ khuyết tật và mình được giao đảm nhiệm cái lớp học gồm có 9 cháu nhiễm chất độc da cam. Thế năm 97 thì mình chuyển công tác về trường tiểu học Đông Sơn thì các con cũng theo về. Trong những buổi chiều mà buồn thì chỉ rủ các con là các con có thể đến chơi với cô và cô dạy. Lúc ý thì trong đầu mình chỉ nghĩ là cho các con hòa nhập thôi. Thế sau này sau một lần đi lễ chùa vào năm 2007 thì thấy cảnh quan của chùa rất đẹp. Mình hỏi lời là thầy có thể cho con mượn để làm một lớp học tình thương được không? Cô bảo nếu mà cô có tâm thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Và thầy trò cùng viết đơn này, xin ban giám hiệu nhà trường, xin các bác lãnh đạo xã, phòng giáo dục. Và lớp học được khai giảng vào ngày 14 tháng 9 năm 2007. Tính đến nay là tròn 15 năm sang năm thứ 16. Hỗ trợ thì chủ yếu kiến thức và cái tâm nguyện của các cô giáo. Nhà chùa chỉ trợ duyên thôi, chẳng hạn như là cơ sở vật chất này. Bước đầu là sách bút thì mọi những cái phương tiện cho các cháu học. Sau đó thì xây dựng cái cơ sở. Còn có những cháu đến đây thầy thấy cứ rất thích cả mặt mũi. Nhà thầy có cái gì mà đồ sứ thì vỡ sạch luôn. Và thậm chí những cái bể nước nhà thầy thì nó cứ cạn hết lúc nào không biết đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ không có cái trường hợp đó nữa. Bởi vì lại hỏi ra là toàn các cháu tình thương nó đập những cái tượng bằng sứ cũng đập này, những cái thác bằng sứ cũng đập này, rồi gì? Bể nước nó tháo hết. Quả là nó ra nó vặt, nên nó vặt hoa như bây giờ không có. Thầy hỏi cô Hà, cô bảo các cháu học kỹ năng sống, các cháu biết bảo vệ cái đấy ạ. Còn nhặt lá rồi nếu mà ai mà ra mà vặt lá, các cháu lại nhắc nhở nhau hoặc vào thưa cô giáo. Bác chúc cho con năm nay là học hành tiến bộ, khỏe mạnh. Năm mới con chúc mừng khỏe nhé. Rồi chúc con gái. Rồi chúc con mạnh giỏi rồi nhé. Chào chị, năm nay năm mới gì ngoan hơn nhé. Chị đừng kêu nhé. Đến thuyết phục cho phụ huynh thì phụ huynh đến gửi con và dần dần họ thấy được con họ tiến bộ. Ví dụ như các con hòa nhập này, các con nhìn thấy cô thì rất là ân cần, vui vẻ, hào hứng. Và lớp học như thế bắt đầu. Lớp học được chia ra làm 5 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng đầu tiên là các con mới đến và chưa được làm quen, chưa được hòa nhập. Thì các con trước mắt là làm quen để cho các con hiểu được là mình đồng tật. Còn lớp học nhóm thứ hai đó là các con đã biết cầm bút và luyện theo chữ. Và nhóm thứ ba đó là các con câm điếc. Nhóm thứ tư là các con tự kỷ. Và nhóm thứ năm là các con bị khuyết tật về chân tay nhưng mà chỉ phát triển hoàn toàn bình thường. Các con khuyết tật thì không thể tiếp thu kiến thức bình thường được, cần sự kiên trì của cô, sự ân cần, yêu thương cũng như là sự quan tâm đặc biệt của cô đối với các con để hướng dẫn cho các con làm sao từng tí một. Hôm nay chưa biết ngày mai lại tiếp tục. Nam mô A Di Đà.
Bên cạnh những môn học theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em học sinh tại lớp học tình thương còn được học thêm những chương trình giáo lý của nhà Phật. Những bài học giản dị giúp các em thấu hiểu hơn về con chữ, về bài học làm người, từ đó giúp các em trang bị thêm những kỹ năng cơ bản để hòa nhập với cuộc sống. Phù hộ cho chúng con. Phù hộ cho chúng con. Học tập ngày một tiến bộ hơn. Ngày một tiến bộ hơn. Cái giáo trình chung nên là thầy bí soạn cho các cháu một cái giáo trình cho các cô giáo dạy. Bắt đầu vào học thì là thầy cho các cháu sám hối. Sau đó thì cho các cháu học viết chính tả thì bằng những lời dạy của Phật ấy. Sau đó thì các cháu ra chơi thì các cháu hát những cái bài hát của Phật giáo. Hầu như là chương trình của Phật giáo. Lớp học của cô Hòa cũng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ đến từ nhiều thầy cô giáo khác. Tôi thấy là cái lớp học rất là có ý nghĩa. Từ sư cụ đến sư thầy, rồi đến các thầy cô, các cô Hòa, rồi tất cả là đều có một cái hướng để làm sao đó giúp đỡ cho các con tiến bộ. Cho nên cái tấm gương đó là chúng tôi nhìn vào đó để chúng tôi học tập, cố gắng để rèn luyện và đồng thời cũng là mang lại cái niềm vui kiến thức cho các con. Nay con kiệt thành xin sám hối. Tất cả tội căn con xin sám hối. Gia trì cho chúng con. Gia trì cho chúng con. Một năm đời an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Qua cái việc giảng dạy 15 năm, sang năm thứ 16 thì tôi thấy là sự phát triển rõ rệt của các con, tức là các con nghe theo cô. Trong khi đó hiện tại là lớp học có 78 cháu thì bây giờ đã có 32 trên 78 cháu là biết đọc, biết viết và biết làm toán. Còn lại thì các con đã biết tô theo chữ. Có nhiều kỷ niệm đặc biệt lắm. Ví dụ như Khuê thì dãi dỡ rất nhiều, không biết đi được. Thế còn bạn Thái thì cứ phải cấu cô, cấu đau, cấu nhiều, cô cấu mẹ xong cấu cô. Còn bạn Vân Anh thì là một trong những học sinh mà bố thì mất, mẹ thì nói chung là yếu và cũng không được tinh. Thế mà nhà cửa thì không có. Là một trong những học sinh ưu tú của lớp học tình thương tại chùa Hương Lan, Nguyễn Thị Vân Anh luôn được cô Hòa dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Sinh ra với căn bệnh tự kỷ, khó giao tiếp, gia cảnh lại nghèo khó nên Vân Anh ít có cơ hội được đến lớp hòa nhập cùng các bạn. Đi đồng ruộng, cấy ruộng, lại có con bò kia thì người ta cho thì chặn. Còn gì nhỉ? Chồng mất thì hai đứa thế nội. Thì cùng đứng lại nuôi đấy. Trước kia thì 4 người, 3 cái gian kia. Cũng vất vả đấy. Với sự động viên và hỗ trợ từ phía cô Hòa và chính quyền, Vân Anh và gia đình đã có một ngôi nhà khang trang hơn. Sau 15 năm theo học tại lớp học tình thương tại chùa Hương Lan, Vân Anh đã có thể đọc, viết và nói chuyện tự tin hơn. Trong học kỳ vừa rồi, Vân Anh với thành tích xuất sắc đã nhận được bằng khen của lớp học tình thương. Đây là sự động viên rất lớn từ phía cô Hòa để giúp Vân Anh có thể đến gần hơn với ước mơ hòa nhập cộng đồng. Cháu không có tuyến chuyển học được. Mới 2-3 năm nay thì cháu cũng viết được đôi ba chữ đấy. Sau khi học thì cháu cũng gọi mẹ, mẹ gọi ba đó. Không vẫn khởi. Tôi thì cảm ơn cô giáo là dạy các cháu lớp tình thương. Cô nào nhỉ? Giỏi quá.
con thì bị tự kỷ lặng, tức là không tiếp xúc với ai và không nói. Thế nhưng qua 15 năm thì đến bây giờ là con biết gọi cô này, con biết được yêu thương cô hoặc bảo vệ cô. Ví dụ như bây giờ chỉ một bạn là bảo cô xấu, hoặc là cô chưa sinh, hoặc là cô như thế nào thì bạn sẵn sàng là nhảy bổ và bênh cô và nói là cô xinh và yêu cô. Theo như mình nghĩ thì và mình cảm nhận được đó là mình sẽ trao yêu thương cho các con, và chính bản thân mình cũng đang nhận rất nhiều yêu thương từ các con. Đó là sự tiến bộ này, sự phát triển cũng như là sự bênh vực, sẵn sàng là yêu cô hết lòng bằng tình yêu của các con. Cảm ơn các cô giáo, đặc biệt là cô Hoa là chủ nhiệm. Cô có một cái tấm lòng tôi phải nói là rất là bao la về cái tình cảm đối với các con đồng tật. Các cô coi như con của mình, các cô ấy chăm sóc các con, rửa ráy rồi thì vệ sinh cho các con, rồi dạy các con học. Phải nói là tôi thấy các cô ấy rất là tuyệt vời. Chúc mẹ Hoa thật thật xinh đẹp, dạy bọn con thật thật điều ý nghĩa. Mẹ Hoa là con rất yêu mẹ và mong mẹ đã rất nhiều sức khỏe ạ. Đáng lẽ là lớp học cây tranh tiến bộ hơn ạ. Không dứt ruột đẻ ra, nhưng mẹ Hòa đã dành trọn thời gian, công sức và tấm lòng của mình để một lần nữa xây dựng nên hy vọng trong lòng của những đứa trẻ mà đôi lúc cuộc đời đã vô tình bỏ quên chúng. Quý vị khán giả thân mến, tình yêu là điều mà ai cũng mưu cầu. Có những người cho rằng chúng ta phải trở nên thật hoàn hảo, tài năng, xinh đẹp, giàu có mới có được tình yêu chân thành. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện tình yêu của anh Trần Quốc Hiệp và chị Lê Vân. Hai mảnh ghép tưởng chừng như không hợp, nhưng lại vừa vặn với nhau đến không ngờ. Tình cờ hồi năm 2021 thì trong một lần lướt trên Facebook thì có biết nick của Vân. Và mình kiểu mình cũng muốn có kết bạn ấy để... Vì mình cũng hay có những cái sở thích là thích kết giao thêm nhiều bạn mới. Anh đấy nhắn tin cũng lịch sự, không có làm phiền, với cả đầy đủ nội dung. Thì sau khi mà làm quen và nói chuyện với Vân được một thời gian thì mình cũng thấy tính cách với cả cái cách nói chuyện của Vân khá là ấn tượng. Tại vì mình chỉ có thể nghe để dùng điện thoại nên anh đấy không hề viết tắt, thì mình có những cái nội dung anh đấy gửi cho mình có thể hiểu được hết. Thì cái đấy là cái ấn tượng của mình. Có lẽ là trong cái khoảng thời gian đấy thì bắt đầu có phát sinh tình cảm. Anh đấy khi qua điện thoại nhắn tin, mình cảm thấy anh đấy nghiêm túc với cả kiểu hơi khô khan, nhưng mà khi gặp bên ngoài rất là vui vẻ, với cả thân thiện nữa, mình thấy rất khác. Ban đầu thì mình cũng hỏi Vân là khi vì sao mà lại có cái tình cảm với mình. Thì Vân cũng có trả lời là vì ban đầu là Vân đọc thông tin trên trang cá nhân của mình thì thấy là cũng mình cũng kiểu hoạt động xã hội nhiều, rồi cũng có sở thích về học tiếng Anh. Thì Vân bảo Vân ấn tượng nhất với mình về những cái điều như vậy. Thì học dần dần có lẽ là duyên trở nên thì bọn mình có tình cảm với nhau nhiều hơn.
qua trao đổi mình cũng biết được nhiều những cái thói quen, nhiều cái sở thích, mà kể cả cách suy nghĩ, cái tư duy của Vân cũng khá là nhiều có điểm tương đồng với mình. Thì càng trao đổi thì mình càng cảm thấy là có lẽ là đây là một cái người mà phù hợp để đồng hành với mình lâu dài trong cuộc sống ấy. Những cái sinh hoạt hàng ngày thì mình có thể tự chủ động được và hỗ trợ anh đấy. Lúc mới đầu mình chưa quen cái sinh hoạt của nhau nên không biết hỗ trợ được cái gì. Sau thời gian khoảng một tháng thì rất là quen thuộc rồi nên chúng mình có thể tự sinh hoạt tất cả. Thật ra khả năng cảm nhận không gian của Vân khá là tốt. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có những khó khăn nhất định. Thì những cái việc đấy thì mình sẽ đứng bên cạnh để hướng dẫn vị trí một cách tỉ mỉ và chính xác hơn thì công việc sẽ hiệu quả hơn. Từ khi đồng hành cùng nhau, cặp đôi Quốc Hiệp, Lê Vân đã trở thành điểm tựa cho nhau vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Tình yêu đã tiếp thêm động lực để họ thay đổi bản thân từng ngày. Trước đấy thì không có anh Hiệp, không có ai chia sẻ cùng ấy. Mình thì đi học đến lớp 7 thì hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Thì thời gian đó mình ở nhà rất là chán nản, chỉ có ở nhà thôi. Từ khi quen anh Hiệp thì mình có động lực để đi ra ngoài tự chủ hơn, dám làm những cái mình mong muốn nữa. Cứ có anh Hiệp là mình có động lực làm tất cả thôi. Vân là một người đóng vai trò bước ngoặt làm thay đổi cuộc sống của mình. Từ một người chỉ gọi là sống một cuộc sống rất là an nhàn, được bố mẹ hỗ trợ là thì sau khi quen Vân thì mình gần như là hoàn toàn tự chủ mọi vấn đề của cuộc sống. Và về phía Vân thì mình rất là mong muốn là mình sẽ là đôi mắt của Vân trong cuộc sống để hỗ trợ Vân những cái khó khăn mà Vân gặp phải. Không chỉ hỗ trợ nhau trong sinh hoạt hàng ngày, cặp đôi còn cùng nhau chăm chút cho cửa hàng nhỏ mang tên Tổ Chim Cúc Cu, đặc sản ba miền. Trong công việc, kể cả đối với những người khỏe mạnh thì cũng đã có rất nhiều khó khăn rồi. Thế thì đối với bọn mình thì thật ra nó sẽ có nhiều khó khăn hơn. Bọn mình thông qua những cái hoạt động hàng ngày thì bọn mình dần dần làm quen với nhau để có cái sự kết nối và cái sự phối hợp trong công việc nhiều hơn. Ví dụ công việc bán hàng hàng ngày thì thường là phải hay giao tiếp mà chat với khách hàng ấy, mà tay mình thì sử dụng điện thoại cũng như máy tính nó khá là khó, nên là mình có nhờ Vân là mỗi khi mà có khách mà hỏi về sản phẩm hoặc là kiểu mua hàng ấy thì mình có sắp xếp mình nhờ Vân đánh hộ máy tính và kể cả sử dụng điện thoại cũng vậy. Thì Vân sử dụng điện thoại và máy tính nhanh hơn rất là nhiều. Sắp tới đây thì mình vừa mới đăng ký với hội là đi học một hoặc hai khóa về máy tính để mình hiểu rõ hơn, biết sử dụng nhiều hơn. Và mình muốn dành thời gian để học nhiều khóa học nữa để có công việc nó phù hợp với mình hơn nữa. Mình sẽ chờ đợi thêm khoảng một thời gian nữa để khi mà Vân đi học về và công việc của cửa hàng cũng sẽ ổn định hơn nữa thì khi đó mình sẽ tính cái chuyện xa hơn nữa. Nhân dịp lễ tình yêu Valentine, anh Quốc Hiệp đã bí mật tổ chức một buổi hẹn hò cùng một món quà bất ngờ dành tặng riêng cho bạn gái của mình.
vậy thì quý vị khán giả hãy cùng với Hương Giang chúng ta vào trong để cùng với anh Hiệp mua một món quà bất ngờ tặng cho Lê Vân quý vị nhé. Ồ, xin chào Hương Giang. Em chào anh Hiệp. Ừ. Ôi, hôm nay tình cờ quá, anh gặp Hương Giang ở đây. Hôm nay mình đang đi chọn đồ để tặng bạn gái mình. Và bạn gái mình. À vâng. Có để giúp mình được không nhỉ? Vâng, anh ơi, những cái gì mà liên quan đến xinh đẹp thì là rất hợp với em rồi. À, ok. Bây giờ anh muốn chọn váy hay là chọn quần áo? Thật ra thì hiện tại mình đang muốn một là chọn váy, mà hai là bộ đồ công sở. Bộ đồ công sở, thế mình sẽ đi xem váy trước nhá. Ờ, ok. Vâng. Thật ra mình đang phân vân bởi vì cái mình thì mình cảm thấy cái loại này nó điệu hơn. Nó điệu hơn. Chị Vân nha, anh có phải là một người điệu đà không ạ? Cũng khá thấp tương đối. Với em ấy thì em nghĩ rằng là chị Vân sẽ thích chiếc váy này hơn. Bởi vì sờ này nó sẽ điệu hơn, tay thì tay bồng. Có nhiều người thì cho rằng là người khiếm thị thì sẽ thích mặc những cái gì nó tiện lợi, nhưng không phải đâu ạ. Vâng, con gái bọn em lúc nào cũng thích là phải xinh đẹp. Mình mặc cái gì mà mình cảm thấy là mình lung linh, có thể là sờ không rõ đâu, nhưng cái cảm giác ấy khi mình mặc vào mình thấy mình xinh đẹp hơn. Ok, cảm ơn Giang hôm nay, đúng rồi. Rất là may mắn khi mà được gặp Giang ở đây và có những cái sự tư vấn rất là thực tế nhá. Và bây giờ thì trong lúc mà anh đi thanh toán này, rồi ra nhà hàng chuẩn bị cho bữa tối bí mật hôm nay, thì em sẽ đến nhà và đón chị Vân tới gặp anh nhé. Đã tới nhà của Lê Vân rồi và không biết là bạn ấy có nhà không. Vân ơi. Dạ. Xin chào Lê Vân, mình là Hương Giang đến từ chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp. À, dạ. Chạm nhau một cái, đây là tay của Giang. Dạ, em chào chị. Sờ có thấy là một người mũm mĩm không? Có, rất là ấm áp. Ngày hôm nay Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp đang chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho Vân, không biết là bạn có đoán được đây là món quà gì không? Dạ em không. Bây giờ thì Giang sẽ đưa Vân tới một nơi đặc biệt và ở đó thì Giang sẽ bật mí cho Vân nhé. Dạ vâng ạ. Vân khoác vào khẩu tay của Giang này, mình sẽ đưa bạn ra xe. Đây là nhà của Vân, nhưng mà chắc là Vân sẽ đúng không? Vân sẽ lên ô tô nhé. Thật là cao. Thật sự mình cảm thấy rất là hồi hộp. Bởi vì lần đầu tiên mình tổ chức một cái buổi bí mật như này, có lẽ là Vân sẽ rất ngạc nhiên vì khi nào mình giấu Vân một cái sự việc mà nó đã đặc biệt như này. Vân ơi, chúng mình đang đến rất gần với bất ngờ trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Vân đã nắm tay rất nhiều người trong ekip, tay Hương Giang này, bạn biên tập này, bạn trợ lý chương trình này. Thế thì bây giờ Vân hãy thử nắm đôi bàn tay này và đoán xem đây là tay của ai. Bàn tay rất là quen thuộc. Đây là đôi bàn tay của anh Hiệp. Chính xác. Tối nay anh Hiệp đã chuẩn bị một buổi tối rất là lung linh cho Lê Vân, nên là Hương Giang sẽ rời khỏi đây để nhường không gian riêng tư cho hai người. Và quý vị khán giả thân mến, tình yêu thì giống như một dòng nước, có lúc dữ dội, lúc dịu êm, nhưng nước không bao giờ ngừng chảy. Giống như tình yêu luôn được truyền từ trái tim của người này sang trái tim của người kia.
Giang xin chúc cho anh Hiệp và Lê Vân không chỉ có một ngày lễ tình nhân mà sẽ còn rất rất nhiều ngày lễ tình nhân ngọt ngào cùng bên nhau nữa. Và bây giờ thì Giang sẽ nhường lại không gian này lại cho hai người. Cảm ơn anh rất là nhiều.